Xin chào các bạn, đây là đống rơm dạ mình ủ cái hôm cách đây 6 ngày nhá. Từ hôm 14 tháng 10 thì hôm nay là 20 tháng 10. Mình đã hứa với các bạn là sau 5 đến 7 ngày mình ra mình quay và chia sẻ với các bạn để chúng mình cùng kiểm tra. Cái hôm ấy là mình để một chút rơm lại bên trên để mình định là mình sử dụng vào mục đích khác, mình sẽ phủ vào cái luống rau. Thế nhưng mà do mình làm xong một cái thì là có cái trận gió nó to quá nên mình mới lại đành phải phủ lên trên chốc cái bạt này để cho gió nó khỏi bị bay cái bạt nha các bạn nhé. Và bây giờ các bạn cùng mình kiểm tra cái nhiệt độ là một, thứ hai nữa là cái độ ẩm ướt của rơm dạ, xem là nó như thế nào, có phải tưới thêm nước không nhé các bạn nhé. Rơm lên trên này, hôm nay trời nó mưa nên là nó hơi ướt. Dỡ ra được bạt này ra xem là thế nào. Nóng lắm các bạn ạ. Và đây là rơm của mình ủ đấy các bạn ơi, bắt đầu nó ra cái màu nấm phấn trắng này. Nóng lắm, sờ thế này là biết nó nóng rồi các bạn ạ, bốc hơi ngùn ngụt này đấy, ướt các bạn ạ. Đấy, bắt đầu nó ra nấm để nó tan nát này đấy. Các bạn nhìn thấy bốc hơi chưa? Bốc hơi thế này là các bạn là thấy là nhiệt độ của đống ủ này là yêu cầu khoảng độ 6-70 độ thì nó bốc hơi như thế này, mình nghĩ chắc là ổn các bạn ạ. Mới được 6 ngày mà rơm của chúng ta này các bạn này. Đấy, nếu mà để mà như nói là cái kỹ thuật thì các nhà khoa học khuyến cáo là khi mình nắm cái rơm này mà mình vắt là nó ra nước. Đấy các bạn nhìn rõ chưa? Ra nước thế này là đủ độ ẩm, chúng ta không cần phải tưới thêm nữa nhé. Nếu chúng ta tưới thêm thì là nó thừa cái độ ẩm, còn nếu mà nó khô không vắt mà nó không ra nước thì là nó phải khô, nó bị khô thì chúng ta phải tưới thêm nước vào các bạn ạ. Thế còn nếu mà nó vắt được ra nước như thế này thì là nó có đủ độ ẩm nhé các bạn nhé. Đó, ok. Và bây giờ chúng ta lại đậy cái bạt vào. Nếu mà nó khô thì chúng ta lại phải tháo tung cái bạt này ra và chúng ta tưới thêm nước vào, chúng ta mới kiểm tra một góc. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra góc khác nữa nhé. Đấy, cái góc này cũng có cái nấm này các bạn này, cũng nấm nó lên, nấm phấn nó lên đấy. Bây giờ này thì là nó cũng hơi khô nhưng mà mình xem nếu cảm thấy nó khô thì chúng ta phải tưới thêm nước, không khô lắm đâu các bạn ạ. Cái góc này thì không đủ độ ẩm, này không đủ độ ẩm là chúng ta phải dỡ cái bạt này ra, dỡ cái ni lông này ra, thế xong rồi là chúng ta tưới thêm nước vào cho đủ độ ẩm các bạn. Cái góc này hơi khô. Đấy, bây giờ chúng ta phải dỡ bạt ra để tưới thêm nước vào. Như cái góc này là không ổn, cái góc kia thì ổn nhưng mà góc này không ổn. Tiếp tục sang góc này, mình xem kiểm tra từng góc một. Nếu như mà nó mà khô á, thì chúng ta phải mở ra để chúng ta tưới nước. Đấy, cái góc này thì lại lên mốc rất là đẹp các bạn ạ. Nóng các bạn ạ, cực nóng, cái này là nóng lắm, cái này là cũng ẩm, cũng ướt đấy các bạn ạ. Có mỗi cái góc kia thế nào đây mình bắt cho các bạn xem nhé. Đấy, nó có nước ra rồi các bạn ạ. Thế nên là cái góc này không bị khô. Thôi thì ta kiểm tra nốt cái góc kia. Nó đủ 4 góc, nếu mà nó góc nào mà nó khô thì chúng ta lại tưới vào góc đấy nhé.
đúng là hôm mình uống rất cao. Nóng lắm các bạn, đứng lên trên chốc với đống này, nóng lắm. Tiếp xem cái góc này nhé. Hôm ấy mình phủ xong, thế là bão to quá, mình phải bốc một ít dơm mình chèn lên trên chốc các bạn ạ. Nếu mà không chèn là nó sẽ bay. Tốc cái bạt ra thì là nó sẽ không giữ được nhiệt. Mấy lượt này hơi kỹ. Ủa, sợ không, này nóng lắm. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, nóng lên rêu, lên mốc này. Này là đạt này. Đây là đạt các bạn ạ. Đấy, ra nước đây các bạn nha. Ok. Như cái góc này cũng ổn. Thế chứng tỏ là mất có một cái góc kia là nó bị hở. Mình tưới không đều thôi. Đấy. Như cái góc mình xem 4 góc thì 3 góc là ổn các bạn ạ. Có một cái góc kia là không đều. Thì là tí nữa là mình sẽ lật tung cái rơm ở cái góc đấy ra, xong bắt đầu mình tưới thêm. Mình tưới thêm vào cái góc đấy. Chứ còn những cái góc đằng này thì mình kệ nó. Hay hoặc là để đến một tuần nữa. Đấy, thì là đủ 15 ngày để chúng ta bỏ ra chúng ta đảo. Đây, cái góc này nó bị hở thế này, chả trách là nó khô là phải thôi. Đấy, nó hở thế này. Nó bị hở các bạn ạ. Góc này bị hở thế là nó khô. Nhưng mà nếu mà mình đậy kỹ như những đằng kia là nó đủ độ ẩm, nó không... không bị khô. Thì hôm ấy mình tưới nước, bởi vì là mình đã cho chế phẩm sinh học vào cái máng, mình pha nước xong bắt đầu mình mới dùng máy bơm mình phun tưới lên á. Thì là nó đều, cực kỳ đều luôn. Đấy. Xong rồi là mình sẽ đợi 15 ngày nữa, à 7 ngày nữa là cho đủ nửa tháng, xong rồi mình ra mình đảo. Mình ra mình phải đảo các bạn ạ, phải đảo để cho nó đều. Nếu lúc bấy giờ mà nó khô thì chúng ta tẩy nước vào, mà nó mà đủ độ ẩm rồi thì thôi. Đấy. Thì như các nhà khoa học hướng dẫn, và mình những cái lần trước mình đã xem mà đã làm, thì chỉ bao trong vòng một tháng thôi là cái chế thành phẩm này của chúng ta nó sẽ mục nát ra và chúng ta có thể mang đi để sử dụng. Đấy, một tháng đến tháng rưỡi, hai tháng sau đó nếu chúng ta sử dụng không hết thì chúng ta cũng phải là chất gọn nó vào và chúng ta che đậy kỹ. Đấy, hay hoặc là chúng ta đóng vào bao, chúng ta che đậy kỹ để chúng ta bón vụ sau. Đấy. Và video của mình video kiểm tra đống ủ sau một tuần. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chúc các bạn ngày 20 tháng 10, kể cả phụ nữ hay là đàn ông thì cũng luôn dồi dào sức khỏe. Không cứ gì nhưng phụ nữ và kể cả đàn ông thì chúc các bạn cũng luôn luôn dồi dào sức khỏe để chúng ta thực hiện những cái ước mơ và những ý tưởng của chúng ta trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.